Giám đốc Dương mà không tới, tôi cũng đang có ý định tối nay sẽ gọi cho cô cơ. Thấy giọng ông tự nhiên hạ thấp xuống mấy tông như vậy, có vẻ như ông cũng biết chuyện mình đang làm là xấu hổ lắm. Nhưng mà lúc nào nhìn ông cũng hân hoan như vậy, vì ông không biết điều đó nên tôi mới có công tới nói cho ông biết. Lan Hoa chào bà. Giờ ông muốn tôi phải làm gì? Tôi hoàn toàn có thể nói cho cả thế giới biết ông đã làm những việc gì, hoặc là đơn giản tặng cho ông.